không rồi. Bây giờ mình bán cái được không rồi. Mình thực hiện kết nối với tắc kè 5 và con vít vít tá để kết nối với không và sau khi Quang thấy 6 dấu, 2 dấu ở trên, 2 dấu giữa và 2 dấu dưới cùng thì chúng ta sẽ hoàn thành. Khi thực hiện khoan là mình sẽ trong mô đường mình sẽ đóng cái tắc kè 5 và tắc kè 5 đây là tắc kè 5 đầu phụ sẽ chống bị bẹp cái đầu này hoặc là bị hư cái phần gai để cố định vào trong mô tường đó. Thì đối với phần vít để cố định giữa khung và cái mô tường của mình á thì sử dụng tắc kè lục giác là an toàn nhất để mình bắn vào trong cố định giữa khung và tường của mình. Thì đây là đây là bước bước nhỏ đó là làm thẳng cái phần thực tế. Thì cái khi mà sơn khác thì sẽ phần dưới này sẽ nhô ra rất là nhiều và làm cho mình cấn từ chân to ra chỉnh. Mình phải làm thẳng cái phần đó đi. Tiến hành đưa khung vào trong. Thì cũng như Hưng đã phần bên cánh này là hiện tại là cánh mở vào trong bên cái thì phần bên cánh là để cố định giống như cửa phòng ngủ đó là cố định các vít bắn sát tường. Thiết kế bộ cửa COP Hàn Quốc này ABS Hàn Quốc này thì rất là nhẹ và chống được cái việc ảnh hưởng bởi môi trường nhiệt và nước, thì chúng ta có thể sử dụng cho nhà vệ sinh. Thì ở đây thì mình lắp 3 bản lề thôi, bề cửa cũng rất là nhẹ nhé.
lắp bản lề vào ấy, thì chúng ta tiến hành ráp cánh. Sau khi ráp cánh bằng hai cái hộp nội vít cố định trước thì chúng ta sẽ đóng cái cánh thử là độ hở như thế nào, và mình sẽ tiến hành là cố định lại cái cánh và tương chỉnh độ cửa. Thank you.
Cái này là chỉ sử dụng cho trường hợp đó là nó nhú ra một xíu và phần len gạch trên tường. Chứ còn ví dụ mà gạch trên tường đó mà nó đều ngang hết đó, thì chúng ta sẽ không thực hiện cái này nha. Một là cắt cắt gạch hơn, hai là cắt này. Ở đây á, là công trình chuẩn bị lắp xong cửa cũng chưa vào sử dụng, nếu chúng ta sẽ tháo những cái phụ tan ở ngoài đây thì nếu như mà các công trình khác các bạn chưa đưa vào sử dụng còn để thời gian lâu thì các bạn không nên tháo những cái tan này, bởi vì những cái tan này nó tránh cho việc va đập và để nước hay là khi hỏng đồ đi ra đi vào thì còn có nước trong cái bụng của các bạn giữ được khỏe hoàn mỹ. Sau khi đóng cái bộ đệm ngoài thì chúng ta sẽ tiến hành bắn cuốn lại tất cả các phần tiếp trên bản lề và cũng bao phải các bạn nên nhớ cái việc mà bắn cái vít vào trong cái bản lề này thì bắn vuông góc vào trong cái cánh cửa nha. Lấy điều các bạn mắc lệch thì nó sẽ tạo nên cái độ lồi lõm của móc ra ngoài cấm khi mà cái mặt của mình để nhìn nó vào đâu. Đối với vít sử dụng bên bán vấn đề này là ba phần khi clip bên phía phần tại cái hiệu. Khi thực hiện bộ nẹp phía trong á thì cái bản lề nó sẽ nằm vào trong có một bên này một bên cánh cửa thì cái bản lề sẽ ngả vào trong cái bộ nẹp luôn. Thứ hai cái con vít mà phía phía ngoài cùng này các bạn tháo ra công vít đó đi qua cái bản lề này bao này rồi mới đây á là Hưng giới thiệu đây là cửa nhà vệ sinh, do đó chủ nhà cũng tiết kiệm chi phí, thành thử là sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm mà đi theo cửa. Đây là dòng khóa neo khóa tròn tròn trơn, thì tròn trơn ở đây lý do tại sao gọi là tròn trơn thì cái bộ khóa này á là đây là hình tròn, khung hình tròn và cái cốt ở trong cũng là hình tròn. Tay nắm thì cũng tròn luôn và trơn thì tay liên giang hay gọi là tròn trơn đó. Sau đây á, thì thợ sẽ tiến hành lắp cái bộ khóa này vào. Việc đầu tiên á, thì chúng ta sẽ tháo cái này ra để lấy cái này để mở bộ khóa ra. Mở khóa thì các bạn nên mở là mở đằng sau cái chỗ chìa hoặc là không chìa như thế này. Đó, cái chỗ bấm đây nè, cái chỗ bấm sau đây.
Khi ấn vào cái nút trong này á, này ấn vào thì mình tháo được cái cổ ra. Cái này là khóa tròn còn ngắn, có hai loại, một loại là còn ngắn như thế này, còn một loại còn dài hơn. Thì còn này nó sẽ ráp vào trong cái vị trí ở đây và nó cố định để mở ra mở vào. Khi lắp các bạn cũng phải chỉnh nha, thường biết là cái này nó ra rất là nhiều và như thế này mình ráp vào sẽ bị cấn hoặc là hụt, thì mình sẽ đưa về cái vị trí chuẩn. Cái nhiều giáp mấy cái dao thôi. Đây là phần yếm khóa. Yếm khóa sẽ lắp trên khung. Phần bo tròn này thì sẽ là nằm phía trong. Phía trong cái hướng mở cửa. Để mình đóng cái chìa khóa lại, khi đóng ổ khóa lại cái lưỡi gà nằm ở trong đây và sẽ cản lại không có bị đột nhập vào đâu. Việc lắp cái bộ khóa này thì rất là dễ dàng để cho mình lắp cái việc lắp mình chỉ cần vặn và cố định những cái con vít ở trong đó thôi, là rất là nhanh chóng, đơn giản. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện khoét cái lỗ khóa bị khóa thì gắn nha. Thì hiện tại đây là tới bước mình lấy dấu. Đó, còn khóa nằm ở đâu thì mình lấy dấu ở đó nhé. Hay là cái mà chúng ta làm cái cỡ để nó phép cho nó chuẩn. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện lấy cái cỡ để phép cho cái vị trí khóa cho nó chuẩn. Chúng ta sẽ lật ngược cái yếm khóa lại và tiến hành là lấy mép của cái lỗ khoét và mép của ốc, vị trí của ốc bắn vào. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khoét, dùng mũi khoét để khoét cái vị trí ổ khóa. Khi khoét như thế này thì các bạn nhớ giữ cái nẹp ở trong cái vị trí khóa nhé. Tại cái nẹp đó nó hay dễ bị gọi là lọt ra khi mà cái lực khóa, lực khoét nó rất là nhanh và mạnh. Rồi chúng ta tiến hành lấy cái lỗ ở trong và mình sẽ khoét theo cái ô của nó. Thank you.
các bạn nhớ lấy làm sạch cái phần ba dớ mình vừa mới đục ra nha, tại vì khi đưa vào sẽ bị cấn, mình phải lấy cái phần ba dớ đó ra sạch sẽ. Về phần lắp đặt thì cái phần màu trắng này thì các bạn có thể là cắt đi hai cái la bên ngoài để tránh cái việc cấn khi mình đưa cái yếm khóa vào, thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như mình muốn giữ lại hết thì mình sẽ giữ lại và cái yếm khóa của mình nó sẽ lồi lên một xíu trên cái cung bao nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lấy dấu để cho cái đầu vít của mình á là nó thõm vào trong cái khung bao, thì chúng ta sẽ tiến hành khoan hai con vít vào thử, và sau đó là mình lấy cái mũi khoan, mình khoan nhẹ trên cái vị trí ở góc đầu, tại vì cái yếm khóa nó sẽ có cái lỗ thõm vào trong một xíu đó. Và từ từ để quay đó, các bạn sẽ thấy có cái lỗ thõm nhô ra đó. Rồi ok ha. Đây là những cái bí quyết bên Sài Gòn Đo hướng dẫn trong clip đến quý vị các bạn. Rồi, khi chúng ta lắp vào thì cái lỗ thõm nó ngầm hẳn vào trong cái vị trí hồi nãy mình vừa sử dụng máy khoan. Độ khóa sẽ trở nên rất là đẹp. Sau đó chúng ta tiến hành đóng thử cái bộ khóa vào trong để kiểm tra. Rồi chúng ta tiến hành sau khi hoàn thiện cái ráp cái bộ cửa vào trong tường, chúng ta tiến hành bắn silicon hoàn thiện. Thì sử dụng ở đây là silicon trong, quên trắng, màu trắng đục. Và các bạn sẽ bắn hoàn thiện theo mép nha, theo mép giữa nẹp và ô tường nha. Việc bắn silicone này rất là cần thiết, bởi vì khi cái bộ cửa bộ nẹp của mình nó hoàn thiện sẽ có những cái lỗ thở rất là nhỏ đối với cái ô tường, nhưng mà mình bắn silicone để che được ở đó và giúp bộ cửa mình cứng cáp hơn về việc sử dụng về lâu về dài. Và bên thợ của Sài Gòn Đo thì cũng tất cả thợ đều bắn silicon để cho mình thì hết đẹp và bền vững lâu dài. Trong video này thì Hưng và Sài Gòn Đo và thợ kỹ thuật của Sài Gòn Đo thì cũng đã hướng dẫn quý vị lắp đặt cái bộ cửa ABS Hàn Quốc dành cho cửa nhà vệ sinh. Thì bộ cửa này rất là được ưa chuộng thị trường Việt Nam và sản phẩm cũng bán rất là nhiều ở Sài Gòn Đo. Thì nếu các bạn có nhu cầu sử dụng bên cửa ABS Hàn Quốc để chống được cái lượng nước, độ ẩm và lượng nhiệt trong thời tiết khí hậu của môi trường Việt Nam, thì các bạn hãy liên hệ đến Sài Gòn Đo trực tiếp nhé để các bạn nhận những ưu đãi tốt nhất. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn lắp đặt này rồi. Thì cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.